phải bơi chuyên nghiệp như vận động viên, đừng bao giờ cố thử thách mình bơi giống như cái hồ đạt tiêu chuẩn 50m của vận động viên. Và khi bơi ở đó đông người như vậy, các anh chị phải cố gắng thể hiện với mọi người, à tôi đây cũng bơi được, anh kia cũng bơi được, tôi bơi qua 50m, anh kia cũng bơi 5m. Mình cứ cố gắng như nhau như vậy mà cái sức khỏe mình nó chưa cho phép và mình chưa làm chủ được hơi thở là dễ sinh ra cái hiện tượng là chết bất đắc kỳ tử, đột quỵ đó. Nên đó là sự thật, nên nếu mà không tập luyện như kiểu chuyên nghiệp, vận động viên họ hàng năm họ còn được nhà nước vừa tài trợ ăn uống mỗi ngày nha, theo đúng tiêu chuẩn nha, vừa được kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm nha. Đó, nên mấy anh chị mình tập luyện bơi lội cho khỏe mạnh giống Tiun nữa thì mình đừng có cố gắng hơn thua, rất là nguy hiểm. Cái này là chia sẻ kinh nghiệm có thật, còn anh cứ quay vô luật mà anh hay làm gì vậy đây cả? Anh tính soi tuổi tác của em hả? Trẻ mà. Anh năm nay nhiêu tuổi trẻ em? À, 18 tuổi. 18 tuổi. Cảm ơn em. Rồi bây giờ sẽ bơi nha. Xe cái mặt bơi liên tục 1 tiếng 15. Thôi, xe cái mặt trong tấm tuổi cho em rồi. Bạn ơi, bạn.
biết hơi thở của mình, để điều khiển thân thể của mình, để không bị mệt, chiến thắng bản thân của mình, làm chủ thân thể của mình trong nước, chứ không phải là tuần đang hơn thua, bơi đua, tuần bơi trong cái giới hạn của tiêu. Nên mình phải tập luyện như vậy, đừng để mọi người xung quanh mình bơi. Thank you.
Thank you.